Bà là bên đạo Kitô giáo đúng không ạ? Kitô giáo, đạo 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 môi sinh môi Sư Chu đúng không? Mua một đấy sinh bà này. Sư Chu. Nó không có rượu trắng, không có cái rượu gì cả. Bao nhiêu vậy? Dạ, mấy chục. Cái gì? Vodka Hà Nội. Vodka Hà Nội. Chừa láng ít nha. Chị gì? Kêu ông tính làm hết nguyên chai luôn. Tính đủ tỏi. Năng tí xoan đầu tư. Tôi thấy là mọi người là cần đăng cái đấy để cho mọi người biết, để chuẩn bị đi gặp cô Sáu. Chuẩn bị đi gặp cô Sáu mà đồ chơi sẵn sàng hết á. Cái người lành á, người ta không có phá, chỉ sợ cái người ta chấp á. Chỉ sợ người chấp thôi. Cái người lành là người ta đổ đó, niệm Phật đi. Dạ. Chuyện mấy đứa này nó niệm Phật trước đi. Cô gì? Cô nói một tí với mấy người à. Niệm Phật cười hướng cho các vị được dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc đây. Tỏi. Rượu tỏi. Mấy đeo khẩu trang vô nha. Pha chế rượu tỏi dữ dội.